mình ráng lên đi. Qua khu rừng này á sẽ có người đón mình. Tôi mệt quá rồi, không còn hơi sức nữa. Mình sao vậy hả? Mình thấy đau chỗ nào? Tôi cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, tay chân bủn rủn, không còn đứng lên nổi nữa. Hả? Chắc tại mình bị giam giữ lâu ngày, ăn uống thiếu thốn nữa, cho nên là mới bị như vậy đó. Đi. Trước khi thả tôi ra, tên quan huyện đã ép tôi uống một chén thuốc. Có thể thuốc đã ngấm dần trong cơ thể của tôi rồi. Hắn thật là độc ác, hắn đuối lý, cho nên là đã ra tay hạ độc mình. Mình à, mình ráng đứng dậy đi, em sẽ dìu mình đi mà. Mình phải mau ra khỏi khu rừng này, rồi em sẽ tìm thầy chữa trị cho mình. Tôi ra, hãy để anh ba chú về chịu tăng má ba cho kịp. Năng tưởng ta là con nít lên ba hay sao mà qua mặt ta như vậy? Hả? Năng xuống má ba giả chết là để lấy cớ xin cho anh ba về thọ tang, thực chất là về nhà lấy lại quyền hành để tống mẹ con ta ra khỏi nhà. Năng tưởng ta không biết sao? Ta hơi thất vọng vì nàng đó. Ta chỉ thắc mắc nàng mất công bày vẽ làm mọi chuyện rối rắm như vậy. Có phải nàng thật lòng muốn cứu anh ba ta sao? Hay là nàng đã có tình cảm với anh ấy? Nè Phúc Điền, chú có biết đây là chị ba của chú không? Hả? Cho dù như thế nào chú cũng không được loạn ngôn như vậy. Anh ba, anh biết gì về tụi tôi mà dám phán xét? Anh có biết tôi và Ái Nhi là tri kỷ, học cùng với nhau suốt 2 năm trời, và chúng tôi cũng đã trao lời hẹn ước. Nhưng mà chính anh đã dùng quyền huynh thế phụ để mà chia cắt chúng tôi và chiếm đoạt người yêu của tôi. Anh đúng là người nhẫn tâm. Nếu như không có anh, tôi và Ái Nhi đã nên duyên chồng vợ và đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. Anh biết mình có lỗi trong chuyện này, nhưng đó không phải là lý do để em ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Anh cũng chưa bao giờ dùng quyền huynh thế phụ để ép em làm những chuyện xấu xa. Tôi nói cho anh biết, Ái Nhi chưa bao giờ thương anh và muốn lấy anh. Cô đồng ý vì làm dâu Trương gia, vì tưởng chú rể là tôi. Ái Nhi chỉ yêu một mình tôi mà thôi, anh có hiểu điều đó không? Vậy mà hôm nay cô đã lập kế lừa tôi để giải thoát cho anh. Cô ấy phản bội người đã trao lời hẹn thề chung thủy năm xưa. Vậy thì anh đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm với anh nhanh ba. Phúc Điền à, chú tỉnh trí lại đi. Ai nhỉ? Nàng làm cho ta đau quá. Ta không tin những gì trước mắt mình là sự thật. Tại sao nàng lại phản bội ta? Tại sao nàng lừa dối ta? Nàng tìm mọi cách để cứu anh ta chứ?
Không phải trong lòng nàng chỉ có một mình ta hay sao? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy hả Ái Nhi? Chú Tư à, đúng là trước đây chúng ta đã có khoảng thời gian thân thiết bên nhau với nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng mà Phúc Điền mà tôi biết trước đây đã không còn nữa. Thay vào đó là một người máu lạnh, bất chấp tất cả, kể cả giết người để có được điều mình muốn. Tại sao chú lại trở nên như vậy chứ? Nàng còn mở miệng ra để hỏi ngược lại ta sao? Ta làm tất cả những điều đó chỉ vì muốn bảo vệ nàng mà thôi. Nhưng mưu kế nàng bày ra để hãm hại nhà của Trương gia ta biết hết, nhưng mà ta vẫn che giấu cho nàng. Ai đã bày mưu gọi hồn và muốn chuộc bà Đồng để hãm hại má Đông chứ? Ai đã xúi giục chị hai phản kháng để chị hai bị má hai và anh hai em bức đến phải quyên sinh? Là do nàng hết. Tại sao nàng lại dừng tay sau cái chết của chị hai chứ? Ta đã cho nàng biết thủ phạm bắt cóc nụ là ai rồi kia mà. Nàng đã làm cho ta, nàng làm ta thất vọng vì nàng quá. Chú thật nham hiểm. Chú biết tất cả âm mưu của tôi, nhưng mà chú không hề ngăn chặn lại. Là vì chú muốn lợi dụng tôi mà thôi. Nhưng mà tại sao chú lại nhẫn tâm giết chết chị nụ chứ? Rồi ra tay tàn bạo với má Năm như vậy. Vì họ Trương hại đến nàng, đến hạnh phúc của chúng ta. Ta sẽ không để cho ai đụng đến nàng, dù chỉ là một lời hăm dọa. Sau khi loại trừ hết tất cả những kẻ xấu xa trong nhà này, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp. Phúc Điền à, chú điên thiệt rồi. Sao chú có thể nghĩ là tôi sống hạnh phúc bên kẻ sát nhân với một đôi tay nhuốm máu như vậy? Ta sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, dù có phải là bất cứ chuyện gì. Nhưng tại sao nàng lại phá bình ta? Toa rộng với hắn để chống lại ta chứ? Nàng đã bội ước lại lời thề của chúng ta.